Dính hết lại. Cạo gô, nắm hút lại nó đây. Cạo gô, cạo. Xin chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Hôm nay mình đi bơm cá nè. Đi ra lấy cái cuốc cái. Hôm nay rủ cà rốt đi bắt cá nè. Rốt chào cô chú cà rốt. Chào cô chú. Lủi. Lủi đi kìa. Sẽ tiếp sắp xong rồi. Hai vòng nữa. Rồi đó, rồi đi thẳng ra đi. Đi thẳng ra. Thế mà khó dựng. Đứng nãy thì ngang ngang dựng không được. Nằm như tới ngực cái sao vậy? Không chạy thôi chứ chạy là dựng được. Cá rồi. Nãy nhất lạc mấy cái có ảnh hưởng gì sức khỏe đó không biết. Giống như bị chết. Trào hả? Trào, trào nhớt lên. Em cọc ống đi để anh cọc. Ông làm gì đi, đi con lá bên đây. Nè. Ông làm kìa. Nào. Đi con lá nè. Vâng, ghê vậy. Đi rồi hả nhỉ? Ông ngại hả? Ông ngại mà sao không đi rồi hả nhỉ? Tôi la chật chết rồi. Ghê. Đâu giật. Hình như nó đã có vấn đề rồi ông ơi. Nghiêng hai lần. Nó giật ngược hay gì mày? Gì? Ngược hay gì? Ngược nó ngược. Nhớ giật con kia không ta? Con kia hình dưới là cũng có, dưới lên còn đây trên xuống nè. Quấn đúng vòng đó mà. Ngược sao được? Ảnh hưởng sức khỏe hay gì đâu. Chết rồi. Hủ này ao báo rồi. Nãy thấy lật lạc cũng sợ đầu. Ây da.
chết, không có miếng hần. Như nhớ cái ọc lên thì nhấp trong vùng đốt thôi. Lên con, lên. Không có miếng hần trời. Lên ra miếng. Cạn rồi, bắt đầu bắt cá mấy bạn ơi. Rùa mề nè. Đây, bên này nữa. Quẩn nè. Ốc thì bình thiên luôn nè. Ốc bù vàng không. Ốc này còn nhỏ, ăn chưa có phê. Mình muốn ăn ốc bù vàng á là mình phải chơi con bự. Bên lớn như này nè. Luộc ra à, đang nói mình chảy nước miếng quá. Luộc ra xong quết nước mắm chua chua cay á, quết một cái ha, xuống rớt đi vô à, có mình với anh em bắt cá, bơm hỏng cạn hết mấy bạn ơi, còn ấy đậu hũ cá bự, nó chỉnh nha, đậu hũ cái gì trời, rồi luôn rồi, biết đâu mà tìm. Mình thấy xì tim mình bóp xuống là đậm cá rô rồi. Cá rô kiểu này tới này là câu dịch yếu bằng. Bây giờ mình sẽ dọn khu vực này ra. Nắm một lần nó đây. Ủa quá. Ủa ơi cứu anh. Cạo gô trời. Ở trong hũ chích chứ cá này bự quá mình không bắt nổi mà. Tại nhỏ nó. Cá lát rồi rồi. Nãy thấy con cá nó còn bự lắm. Còn có cứu nó. Dọn hết rồi, nãy dọn đống luôn vậy chết mẹ. Ừ để em dọn đi. Ô trời bự hết em. Bắt ăn cá lên cả. Trời ơi, lấy hình ảnh đã hết chỉnh rồi. Dứt luôn đi. Rồi rồi rồi. Để anh hai ta hai con. Trời ơi, trời ơi. Trời bự. Cái này mấy ký trời. Chục ký hủ ơi. Mấy con nữa. Mấy con kia nhỏ hơn. Cái không nổ hả? Nổ ha. Lại đi nó tỉnh nè. Con này ăn cả làng. Lại đi tỉnh. Sắp tỉnh rồi. Con hai ảnh đó chứ. Cá bự. Bỏ sao vô vừa. Thì dùng sáo cầm vô làm sao? Nè, em xách luôn, em xách não ha. Em xách đi. Em tấm cái đuôi con này luôn nè, lút kìa. Chút đi, dọn đi. Xách con này vô thả đang chết. Nè, cầm cầm. Chắc thả cái ao của mình á. Hai thả dưới con đó sao được. Nè. Yeah. Con này cứ chọt tí á. Mưa này mới được. Cho anh tỉnh từ từ không. Xuống nước đi, xuống luôn đi. Chừng gãi ngạnh chết á. Có bị gãi ngạnh không? Không. Thả nữa là. Thả ha. À. Đi. Không đi hả? Đi gì đó. Nó đi sao lạng. Chưa tỉnh. Cho nó chút nó mới tỉnh nha. Đó. Nó còn nè. Bự đã hết ha. Nó vui sinh già năm nữa.
mấy ký. Ồ, cá lóc bự hùng ơi. Anh bắt chắc sảy quá. Cố gắng chinh phục này nè. Đây nghe mấy nè. Rồi kìa. Tao nhìn nhà mắt lụt đi tao. Mát hùng ơi. Đột đi luôn. Đột chút nữa. Từ mấy cái này bắt tiếp khi đang chết còm á. Lùa nó lên cạn nó giết được nó lên cạn nó. Bỏ vô khiên lên luôn, hai anh em khiên chứ chậu hết cái lỗ này chém hồ mày. Ô chung là mặt mặt cái đá. Đây là thôi cá này còn lần quần đấy như mong mong lần kia. Ơi. Đến xuống, đến xuống. Thấy rồi hả? Ờ. Có. Xong không? Cái này tôi mà bắt tay. Không, con này anh bắt con nó đực. Con này nhỉ. Đóng ta. Sao còn đây vậy? Còn đây. Con cái đừ á. Lũi vô cá nhỉ. Có hương hay nhỉ? Đáng hương luôn. Rồi lên lên. Đèn bắn ra đó này. Cá này chết. Ba cái này là chết. Ba ghim đầu xuống không à. Cá này hết trơn rất chật à. Cái này chắc nó đã để em đem ngoài á.
ông ấy rủ mấy ông ta cho anh ta nhúng giấm. Giấm từ đầu. Chứ đây là rộng chứ. Để lại tỉnh. Để mình xả nước cho có hồ bỏ vô. Là không biết được đá của mình nè. Thấy hả? Hát lên. Con lên. Quá. Nè. Đây đây đây, ăn cái con đâu à? Đụng chưa? Đâu ơi, con này bự hơn con nãy không ơi. Cái đó cái sọ. Bự hơn con nãy nữa. Bự rồi thằng con này bự. Nằm hết cái rổ luôn. Thả con này đến rinh đặng thả chứ đang chết. Ủa sao cái hiện cái gì không con này máy tải đạn à. Đi, đi. Rồi ủa sao yếu ta không cái đâu cái gì bự bên đây. Rồi dữ lắm mà biết sao tát rồi cái bỏ qua bên mương này xong ngọt chết quá rồi mương này đợt tát cũng sao nhét ba bùng này qua nè sao rồi. không ăn nữa thì bỏ đây chứ sáng giờ chọc cái này đó xém chọc rồi anh căng cái máy không bự hơn phải cũng bự nhất anh căng chỉ hai xém bằng ồ bự hơn con bằng. Đậm hàng của mày nha. Ông ổ bự. Có sót được không con? Để xuống nước trong kho trong con nước các bạn. Đừng có mua tỏi. Để có ổn vậy chắc không đi. Này cá lát thường. Đó, có lẫn các bạn. Ai về đây. Nhìn thế này. Ở đây cái đây. Cái dài không? Cái bài cho dai, cái lá nó dữ lắm. Cái lá con nó nhỏ nè. Lá thường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ôi ơi. Dạ. Ủa mày. Mới chích ra chứ. Mày không bán sao đi chạch không? Không có nào đi cá. Hôm nay con đi chạch với cá cả nhà thôi. Chạch giỡn thôi, ít thịt thôi. Chạch cái đuôi đang thui nè thấy không? Nó chạch sập rồi. Mày đi cá ăn cục. Đầu. Bóp cái đầu nó chứ. Răng beng lắm. Mấy này mình cắt cái vàng. Cái đồ đại ca. Trời ơi, cắt cái vàng. Ô. Mày. Lô. Chạy. Đây. Ây da. Thôi. Nó tiêu à. Đây. Đây nó nè. Hủ hủ cá cái vàng đã hủ. Không được. Trời ơi, hủ nó quá thân. Đây nó lát nè, có nước biển nè. Quá nhiều nè. Nãy mấy sóc nó còn mình thả hết rồi các bạn ơi. Còn bên đây được mớ nè. Phi nãy mình đem vô mới cá lóc nữa, chút vô nằm trong coi cá lóc nha. Đây mình mới bắt được hai con nữa. Vô mấy bạn ơi. Cái này nhiều lắm nè. Hôm nay rô phi ít. Có cá lóc ăn như khắc lát nhiều. Nhiếp. Nhiếp này hàm lên. Nữa đó. Bớt. Mình giải cứu mấy cái hương này các bạn. Mương này thả cái mương trong ao trong gần chòi mình nè. Phi ăn không bắt ngoãn con. Nhìn cả ta. Sao lan đỉnh nó muội. Gì? Nó muội. Mấy ăn cô phi. Ờ cái trứng bể nó bé cũ. Thank you.
đầy một mớ cá thác lát này các bạn. Đông lắm. Đây là thò. Bên đây có ruồng. Có ruồng. Cá thác lát. Một cá này chết rồi. Lóc bên đây các bạn. Bự bự bên này. Đại đại này. Không ra. Như vậy là anh nó sắp chết rồi, nó hết nhớt rồi mà. Vậy chứ dạ con con đó bị mày lấy đũa mở không à banh giải cái ra cái hầu lọc giải bỏ nè tin nè bia sẽ quỷ ngon. Ủa nóng chưa? Trời ơi ngon. Tinh à? Lấy răng mở ra cái mùi. Mùi sao? Mùi dở. Mùi ngon hả? Dở. Ngon gì dở nhỉ? Non nhưng mà non. Ngon. Miếng. Mày. Có ba mày. Rồi hai cho con mày thì dụng đi. Vô nè. Vô. Ừ. Bể thịt cá này làm như mình nướng lâu quá thịt nó không còn trắng nữa chứ cá anh trắng hết rồi. Nè nó khé à cái gì à trâu rồi ba để lên cái lá chờ hả để lên cái lá sợ giờ đã rồi. Nói hết cũng được không? No hả? Ăn hả em? Chế này vô uống chung cho ngon.
bụi. Bụi này hả? Bà ăn gùi không có ăn nó. Nó ăn cái gì bà? Thằng nó leo bà. À. Cái này nãy đâu mua bụng đâu hả?